Đứng chân trần trên thảm thật là dễ chịu. Nhưng bà lại không thể trải thảm khắp phòng tắm được nhỉ? Nhưng giờ đây, điều đó có thể thành hiện thực đấy. Công ty Best Buy Việt Nam xin giới thiệu thảm lót phòng tắm chống trượt tiền dùng Miracle Bathmat. Loại thảm chất lượng tuyệt vời được thiết kế riêng cho phòng tắm, bồn tắm hay bất kỳ nơi nào cần ẩm ướt. Thảm lót chống trượt cho phòng tắm Miracle Bathmat giúp nước chảy thấm qua nhưng bề mặt bám dính rất tốt. Nhờ đó, thảm không hề trơn trượt, rất an toàn. Đặc biệt, thảm còn phù hợp cho tất cả mọi người và mọi lứa tuổi. Cảm giác thật thoải mái khi đặt chân lên thảm. Giờ đây, bạn hãy bỏ đi những tấm thảm dơ bẩn hay hôi hám này. Hãy mua ngay thảm chống trượt cho phòng tắm Miracle Bathmat để vừa làm êm dịu đôi chân, vừa giữ sạch căn phòng mà chẳng bao giờ bị trượt. Thảm chống trượt tiện dụng cho phòng tắm Miracle Bathmat không hề bám bẩn. Bạn cùng xem nhé. Này thì bùn, chất bẩn, cả rượu đỏ nữa. Vẫn không hề gì, chỉ cần xả nước và thế là Miracle Bathmat lại sạch như mới. Đồng thời thảm cũng không bị bạc màu, thậm chí đổ cả thuốc tẩy đậm đặc lên. Bạn thấy chưa, không một vết loang. Nhờ có thành phần là các sợi tổng hợp được nén chặt vào nhau nên thảm tiện dụng Miracle Bathmat không bao giờ bị sờn hay dễ dàng bị bung. Cảm giác thật êm chân, như tôi đang bước trên nhung vậy. Nước vẫn chảy qua thảm Miracle Bathmat nhưng tôi lại không hề bị trơn trượt, cảm giác thật tuyệt. Bạn hãy đặt thảm phòng tắm tiện dụng Miracle Bathmat bên trên rãnh nước và nước vẫn chảy bình thường, không còn những tấm thảm rách rưới, dơ bẩn và đầy nấm mốc. Giờ bạn có thể sở hữu chiếc thảm vô cùng tiện dụng, thoải mái và rất êm chân, chỉ có ở thảm Miracle Bathmat, chất lượng toàn cầu trên toàn thế giới. Hãy gọi đặt hàng ngay với Best Buy qua số điện thoại trên màn hình để đôi chân bạn được tận hưởng cảm giác êm thoáng, an toàn từ thảm chống trượt tiện dụng cho phòng tắm Miracle Bathmat. Công ty Best Buy Việt Nam xin giới thiệu thảm lót phòng tắm chống trượt tiện dụng Miracle Bathmat. Loại thảm chất lượng tuyệt vời được thiết kế riêng cho phòng tắm, bồn tắm hay bất kỳ nơi nào cần ẩm ướt. Thảm lót chống trượt cho phòng tắm Miracle Bathmat giúp nước chảy thấm qua nhưng bề mặt bám dính rất tốt. Nhờ đó, thảm không hề trơn trượt, rất an toàn. Đặc biệt, thảm còn phù hợp cho tất cả mọi người và mọi lứa tuổi. Cảm giác thật thoải mái khi đặt chân lên thảm. Đừng chần chờ, hãy nhấc máy và gọi ngay bạn nhé. Chúng tôi đảm bảo hoàn tiền lại trong vòng 7 ngày. Nếu quý vị không hài lòng với sản phẩm,